chào quý cô bác anh chị. Hiện giờ là gần 7 giờ tối và Phong Bụi đang có mặt tại thủ đô Phnom Penh thuộc đất nước Campuchia. Và phía sau lưng Phong đây là một cái xóm lao động của người Việt Nam cư ngụ tại đây. Xóm này được mệnh danh là khu ổ chuột ngay tại khu vực cầu Sài Gòn. Và cách đây khoảng 20 ngày trước, tại đây đã xảy ra một vụ cháy khá là nghiêm trọng, ít nhất là 40 căn nhà. Trong đó thì có người Việt Nam và kể cả người Campuchia. Ở trong 40 căn nhà đó thì khoảng hơn 35 căn là người Việt Nam. Và bây giờ thì không trở lại cái xóm này với một mục đích, đó là tìm hiểu kỹ hơn cái cuộc sống của bà con. Ở video trước thì Phong cũng đã chia sẻ với mọi người cái cuộc sống mà bà con đang tái thiết lại ấy. Thì bây giờ Phong muốn đến vào buổi tối để xem cái cảnh màn trời chiếu đất của bà con ở đây như thế nào, để hỗ trợ cho bà con mọi người một ít. Thì trên tay của Phong hiện giờ có số tiền đó là 16.000 đô la Mỹ. Đó là số tiền mà đóng góp của rất nhiều cô chú anh chị hỗ trợ cho bà con ở đây. Thì trên đường đi Phong xin chia sẻ cái danh sách của mấy cô chú á, để mọi người cùng được rõ. Ngay thời điểm bây giờ thì mưa đang đổ rất là lớn, và Phong cũng đang lo ngại là cái việc hỗ trợ cho bà con ở đây á có bị gián đoạn hay không. Tại vì Phong muốn đi vào buổi tối để cho mọi người thấy được cái hình ảnh, cái cuộc sống thực tế ở đây như thế nào. Đây là cái hôm mà xảy ra trận cháy này. Đó, bà con các bác có thể thấy không? Lửa bao trùm luôn. Bây giờ thì đang xảy ra mưa rồi. Và nhân tiện đây thì Phong xin chia sẻ cái danh sách của mấy cô chú. Trước hết thì Phong xin cảm ơn nhóm của cô Đặng ở bên Úc Châu và cô Lo ủng hộ cho bà con ở đây 7 triệu đồng tiền Việt. Nhóm chị Phật Tử ở Hà Lan 9.800.000 đồng. Chị Tuyết ủng hộ 500.000 đồng. Amitam 3 triệu đồng. Trương Thị Diệu Minh, tức là Minji, ở tên tài khoản Zalo 5 triệu đồng. Huỳnh Thị Thảo 500.000 đồng. Và một người gửi cho bà con ở Campuchia 1 triệu đồng. Trung chuyển khoản 3 triệu đồng. Cô Xuân và chín người Việt Kiều Campuchia 200.000 đồng. Trân gửi chị gái bị gãy chân 1 triệu đồng. Thì chắc có lẽ mình không gặp được chị đó, cho nên là Phong gửi luôn cho bà con ở đây luôn. Cho bà con ở Campuchia 500.000 đồng. Hóc Môn nhờ hoàn cảnh Campuchia 500.000 đồng. Trần Thị Mộng Tuyền 200. Đào Thanh Trang 500. Gửi người nghèo Campuchia 1 triệu đồng. Em Du ủng hộ ông lão mù Campuchia. Thì 100.000 đồng thôi Phong gửi cho luôn ở đây luôn, cho bà con tính tiết lại cuộc sống. Cô Nhàn ở Canada 3 triệu 6. Bà Lý 400. Một người gửi cho mua gạo cho bà con Campuchia 500.000 đồng. Mình gom lại hết để ủng hộ cho bà con ở đây tái thiết cuộc sống. Tổng số tiền đó là hơn 38.600.000 đồng. Thì chắc lẽ Phong đổi ra tiền đô, đó là 1.600 đô. Tại vì ở đây bà con sử dụng tiền đô á. Và bây giờ thì Phong sẽ tìm hiểu kỹ hơn cuộc sống để hỗ tương trợ cho bà con ở đây. Cách đây là ngày trước thì có trận hỏa hoạn lớn, cho nên là xảy ra cái việc cháy hàng loạt căn nhà. Thì có những nhà thì cháy bụi, có những nhà như nhà thì Phật Tử này là cháy một cái phần thôi. Cháy phần nửa ha. Chú là hôm bữa đó là lửa nó tạt hết lên cả nửa cái nhà. Thì bây giờ thì mình muốn ghé vào buổi tối á. Chú có biết bà con nào mà hiện giờ vẫn chưa có nhà đang ngủ á? Con có che tông á. Che tông. Đó, nhà gia đình ở đâu vậy? Dưới này nè, mình dậy dậy dưới này nè. Tại còn phía bên kia con thấy người ta họ dựng lều rồi chẳng. Mình ra chỗ Campuchia. Campuchia cũng được ha. Dạ. Chú dẫn con qua gia đình ở đâu? Bà đi dưới kia, bà đi đâu thầy ơi? Ai? Đưa xuống nhà bà thầy. Dạ. Bà thầy ở đâu đó? Cái nhà, đây là nhà của ai vậy con? Ủa, bà dưới này nè. Ở dưới này. Con thằng mấy đứa nhỏ cái xuống. Đây nè, ở dưới này nè. Rồi vô nói đi, không sao đâu, giật nghĩa cho. Giật chùm con hay giật chùm con với. Rồi nói đi. Gia đình này như thế nào vậy cô? Cô chia sẻ với con. Gia đình đó thì cũng cái nhà cái mơ tùm phía bằng ai nha. Cho con đưa vô. Tôi chị học có năm học. Mai vậy á, chậm vậy rồi. Lấy chân, mấy chị chân thì mai chị. Là chú tính hỏi cái gì? Nhà mình hiện giờ là cháy hết rồi, bây giờ có bao nhiêu tiền để sửa nhà rồi? Cà tha che cà tha ở tiền che ở hai. Lỡ miên lui bà mán nhưng thơ tiền nó quay. Nhưng mình che bật tha dân cư mình sửa nó bật tam tha bật cái ao mán nhưng có. Mà nói gì nè, nó là làm nhiều á. Làm thì tiền nhiều lắm nhưng mà cô cậu cho bao nhiêu thì cho. Chứ không biết làm sao mà cho đủ.
Nhà mình làm bây giờ là có, nghe nói là có mấy đứa nhỏ là ngủ ở bên này hết. Dạ, dạ, có nhà gia con nhỏ nhỏ nhiều lắm. Chính mười đứa là nhiều lắm. Mà đai slap ở đây nhung vậy, nhung vậy thật mê nhá. Đi ra nó buồn đọc nè. Cha. Dạ kia cho 9 nhà bàn tới. Ờ 9 đứa con nít 9 đứa. 9 đứa nít. Dạ dạ dạ. Cái giường ngủ này ha. Dạ. Tối 9 đứa sao mà đủ cho ngủ? Không có, đi cho nhà người ta ngủ nữa. Đi nhà ngủ nhà. Ngủ nhà. Ngủ nhà người ta nữa. Nhà người ta. Nhà người ta á. Dạ. Ờ hỏi giùm con là hiện giờ sửa chưa? Đã sửa chưa? Đang sửa, đang sửa. Ờ vay mượn bao nhiêu tiền? Mà con không biết bao nhiêu nữa cậu ơi, thì gì nếu mà sửa đó thì nó cũng nhiều tiền lắm. Nhưng mà cô cậu có giúp được bao nhiêu thì nhờ được bao nhiêu. Thôi trước mắt thì đi đài đải đi, còn dư thì gửi cho ngoại này cuối cùng nữa ha. Cái nhà tôi cũng ghế nhà bà đó cậu, cũng cháy luôn đó. Con gửi cho 100 đô. Bà ơi nhau mà rồi. Rồi xanh ơi, chào bảo cái tăng xanh hết chào bảo cái tăng. Rồi bây giờ theo từng nhà, nhà nào ký đâu? Đây nhà đây nè, đây. Mưa quá rồi, tranh thủ, tranh thủ. Tổng số tiền bà con gửi là hơn 38 triệu thì mình quy ra đô la luôn, khoảng 1.600 đô. Đây là cái xóm mà bị cháy hết hoàn toàn. Dạ, dạ. Đây, nhà bà đang cắt đó. Là nhà bà ngoại vừa rồi hả? À, còn ở nhà này, nhà của tôi. Nhà của? Dạ, của tôi cháy luôn. Nhà đất của mình hay đất thuê? Của tôi luôn, không có thuê. Rồi bây giờ chị sửa chữa rồi sao rồi? Sửa nhưng mà chưa có sửa, đang lo kiếm tiền sửa. À, thôi thì chị cũng là một cái người bị ảnh hưởng cho nên là mình cũng tiếp luôn. Dạ dạ. Chị là quê ở đâu? Dạ quê ở đây luôn. Gốc là gốc người Việt mình á. Gốc người Việt á, ở cái gì Chi Tôn á. Chi Tôn, An Giang. Dạ. À, tiếp chị 100 sửa nhà luôn dạ, nha. Dạ dạ dạ. Cũng chúc cho cậu may mắn nha. Bên đây có, có bên đây nè, bên đây nè. Bên đó đó. Rồi đứng đó đợi, đợi một xíu đi. 500 tí nữa nó tao. Cái cây tư mà sai xanh. Thì một cái nhà cửa không có nhiều tiền nhưng mà mình tiếp. Nhà đây nhà nào? Nhà cũng cháy luôn. Nhà cháy không à? Cháy không à. Giờ có phỏng vấn rồi chứ mà. Chị gái đây hồi còn sáng gặp nè. Dạ. Mấy đứa nhỏ đó hồi sáng gặp mấy đứa nhỏ mà. Có mấy đứa nhỏ nữa, mấy đứa nhỏ nó đi vậy. Rồi mình đang sửa thì dự kiến cái nhà tốn bao nhiêu tiền? Cũng tới 800-900 vậy. 800-900. Dạ. Rồi bây giờ là chi phí mình chuẩn bị hết bao nhiêu rồi? Chuẩn bị cũng chưa có chuẩn bị gì hết trơn, có anh này sáng anh giúp cho được. Sáng nay anh nhân gà, anh nhân gà là người đang cầm máy quay cho mình. Sáng nay giúp bao nhiêu? Chuẩn bị 200. 200 ha. Hôm nay giúp thêm 100 nữa. Dạ. Được không? Dạ. Cảm ơn anh nha. À, người dạ. Việt Nam mình. Hồi sáng nay anh nhân gà, anh nói là anh mang 1.700 đô đúng không anh? Chú à, cái nhà của cái cậu này nè, cái nhà bây giờ cậu đi xuống nhà dạy này xem đi. Bây giờ nha, con ơi, con có một số tiền giới hạn thôi. Bà con kiểm chứng nhầm nhà nào cháy thiệt sự thì không, đúng ra là nhà này cháy không mà không có ai dạy ra dạy vô đâu. Này nhà gì đúng không? Nhà mẹ em hồi sáng anh cho được 100 đô nè. Hồi sáng đấy anh nhân cho 100 đô. Dạ. Bây giờ chiều con cho 100 đô nữa. Cảm ơn con. 100 này nhà nhầm rồi. Cảm ơn anh. Dạ. Cái cậu này là trái chung ý là mình gặp nhau mà sáng mình được quằn quằn chăm nhưng mà cậu này chưa được. Thấy trơn luôn, có cậu gì còn mình đi không ạ? À? Dạ. Mẹ Việt Nam, mẹ Việt Nam. Mẹ Việt Nam. Dạ. Ba Campuchia. Dạ. Anh tên gì? Sering. Sering. À, nhà đâu? Tên nào đâu? Đây đây đây, nhà cặp nhà mình ở chợ á. À. Cái nhà đó vô nãy đó. Thôi tiếp luôn nè. Dạ. Sửa nhà. Nhà bán con nè. Nhà mình đây nè. Nhà, còn nhà em. Rồi nhà chị nãy em tiếp chưa? Chưa. Chưa hả? Nhà mình tên nào? Nhà nhà cái đường đi vô nãy đó. Rồi chị áo xanh em nhớ là chút nữa em lên dạ, nha. Dạ dạ. Nhà tôi nè. Nhà mình giờ sửa bao nhiêu? Sửa cái này có người ta giúp đỡ rồi còn khúc cho thì chưa có ai cho chưa có được. Khúc này là người ta giúp vào sáng đấy anh nghe có hỗ trợ. Dạ có hỗ trợ 100 đô. À. Rồi. Nhà tôi nhà mướn có không? Nhà tôi nghe nhà. Nhà mướn có. Nhà anh là bên đối diện đúng không? Dạ dạ. Anh làm nghề gì? Chạy xe đò. Chạy xe đò ha. Dạ. Xe đò. Bên nhà mướn có không anh? Nhà con. Nhà mướn hả? Dạ. À. Mình cũng khổ quá khổ rồi nha. Anh đây nhà mướn. Nhà mướn ở trong Mỹ á. Nó nhà mướn nhớ nhà mướn. Đây là chứng kiến. Dạ tôi chứng kiến nhớ nó nhà mướn. Rồi nó đang đau nữa. Đau bệnh phổi. À, sáng nay thì tụi mình số tiền này không đủ. À, dạ. Cho nên là từ trưa đến giờ thì mình xin được bà con giới hạn thôi nha. Dạ. Rất ít, em nói thiệt là rất ít. Dạ. À, cho nên bà con tự tìm chia nhau.
có người thì mất hết tài sản, tức là nguyên cả nhà. Như chú này, tuy nhiên thì chỉ mất tài sản thôi, không mất nhà. Dạ, dạ. Thôi thì bà con san sẻ nha. Dạ. Được. Được, có sao đâu, nếu mà lòng đậu cho thì cũng... Cảm ơn chú. Vâng, trang đi xe đây. Vâng. Đây, nhà này cũng có cháy nè. Đó là nhà của Miên. Nhà của Miên nha. Miên cũng được, người cam. Có một số người Miên còn sẽ làm chưa cho. Người Campuchia cũng được, nghĩa sao nhà ai, mỗi nhà một cái. Bây giờ phân bộ xuống dịch. Một mai xuống dịch, vậy tính mới cho vậy qua tính mà. Đi, anh cho vậy, nếu mà hết tiền người ta không có dặn. Bây giờ tất cả nhà con đi hết cái hẻm này, con mua hẻm kia. Đúng rồi. Mà con đo lên đến nhà. Con không biết chuyện gì tí mới bông hiếu anh ta mở lại máy đi à la con cũng vậy à tí ho tha lại dân cặt kem nó không ghê mệt mệt cho nó đừng có đẩy con đi nhà anh bị đúng không chung mấy là nhà này có nhà này có nhà cây ba nhà của ảnh nhà của mẹ ảnh nhà của mẹ đó em không phân biệt em không biết là người cam hay là người việt nam vì sao bị ảnh hưởng à chết mà tao thì ảnh hưởng đó nhà đây là nhà chủ người ta nhà thuê đúng không không nhà người ta ok tặng anh cho nhà mướn à quên rồi sớm đây là hết rồi thôi bà con bên đây còn bên đây bên đây còn bên kia nữa nhà mình đem dân thăng đi mẹ má má cho một tô mà chưa nhà chỉ này nhà hai vợ chồng nè chỉ bán khô bán cá này nọ cái tỉnh nè phe mua ai phe tên phe 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 có tên tiếng Việt Nam không có tên Việt Nam không nói được tiếng tiếng nói được tiếng nào nói đi nói cho đi vậy mà má tao vậy mà mặt bán xe rồi hết xe rồi hết xe đó rồi hết xe không không chạy xe chạy chiếc xe ông ta chạy một cái gầm đi xe đi bán á mình dịch được rồi chị bị cháy cái xe đi bán xe gì xe ông ta xe ông ta xe gì xe Honda xe Honda xe máy không biết nói không biết em ơi không biết rồi em ơi biết cái gì không biết biết chứng tiền 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 bao nhiêu tiền không biết nhiều không biết tiền Khmer là gì lui đô la đó đúng rồi cảm ơn kìa lui đô la cảm ơn em nhung đi xe nhung đi xe rồi vậy là hết rồi đúng không? Qua đây nè, chị Thí dặn lại bên kia. Bây giờ nha, mình còn được 1, 2, 3, 4, 5, 6 hộ. Còn 6 hộ nữa, cho người ta đi cái. Chị Bầu nha, chị Bầu cho chưa? Có rồi. Chị Bầu nè, em cho chưa ta? Đây là chị Bầu là may mắn này nha. Chia sẻ mọi người là chị Bầu cái hôm mà xảy ra cháy á là chị Bầu đang ở nhà mẹ cách đây khoảng bao xa? Hai cái đường hẻm không mà lỡ cái đám cháy xuất phát từ điểm này tức là còn có mấy chục mét à mà nếu mà chạy ra cửa thoát hiểm là nghe đám cháy luôn hơn là còn có mấy ngày nữa chị đẻ em chờ ngày chính thái em chờ ngày. Còn 10 ngày nữa đẻ mà hơn là không có bị gì hết á và chị thì bị mất hết tài sản bây giờ thì đang kiếm lại. Yeah. Gia đình này là nãy chưa cho đúng không? Chưa. Rồi còn 5 hộ nữa. Anh nhà mình cảm ơn không cháy nữa. Bé này bên hẻm bên kia thì mình tính là mình qua hẻm nhưng mà để cho bé đi theo cũng thấy tội lắm. Cho trước sợ lỡ hết sao? Con tên gì? Dạ con tên Kim Hơn. Tên gì? Kim Hơn. Kim Hơn hả? Dạ. Con bao nhiêu tuổi? Con 17 tuổi. 17 tuổi. Dạ. Con làm công việc gì? Con không có làm công việc gì ở nhà, con chỉ lo coi em cho mẹ. Con kể về hoàn cảnh cho mọi người biết là gia đình nhìn bao nhiêu người và ba mẹ con quê quán là sao? Gia đình của con cũng có 5-6 người. 5-6 người. Và con biết quê con ở đâu ở Việt Nam không? Quê con ở bên Châu Đốc, bên mẹ con. Ở Châu Đốc. Dạ. À, Châu Đốc vậy thì con về quê hương lần nào chưa? Con mới về. Mới về? Dạ, mới về cũng mấy bữa hôm qua đây bị cháy nhà. Hôm cháy nhà thì con sao? Con cũng hồi hộp ở đây, con cũng với nhà con cháy nữa rồi. Tới con về tới đây cũng mới thấy nhà con cháy tới đây. Rồi thấy có ai khóc la gì không? Dạ, có ba con la. Nhưng mà mình phải cố gắng, mình phải kiếm tiền lo làm nhà lên. Phải ba con là cái người ốm lại theo nữa. Miên á, đang ngủ sáng. Tôi nhớ rồi. Ở đây là có một cái anh hôm sáng nay mình gặp. Anh nói là anh mới xây một căn nhà được 20 ngày thôi. Đây nhà chồng chỉ nè. Sáng nay anh nhận nghe tiếp cho anh đó bao nhiêu đô? 500 đô.
Thì nãy giờ thì em thực ra em xin bà con không có nhiều. Em cố gắng cho làm sao mà cho được 16 hộ, bây giờ còn có 4 hộ thôi. Sáng hấp nhân ngàn cho gia đình mình là nhiều nhất. Dạ. Thôi san sẻ nha. Đó. Dạ, cảm ơn ạ. Dạ. Dạ. Còn hộ nào chưa có nữa. Dạ, em này chưa có. Em bị cháy. Bên bển mới mượn nợ người ta 2 triệu rưỡi ngàn. Dạ em bên đây. Dạ, chút nào mà đào này. Còn 4 hồ nữa thôi nha. Nhà mình cháy chứ còn nhà mình không 4 đứa con. Nhà chị đó. Còn mấy người nữa. Còn chứa luôn. Nhà chứa luôn. Nó mà không cháy thì nhà mình không. Này nó không vừa nữa. Chắc vừa mày đứng chỗ leo lên luôn á. Bây giờ như thế này nè. Có bà già. Hồi sáng là anh Nhân Gà đã cho 1.700 đô rồi. Thì hộ nào sáng nay nhận được tiền của anh Nhân Gà rồi á thì thôi bà con san sẻ những hộ nào chưa có. Nếu như nha, có duyên em còn ở Campuchia vài ngày nữa lận. Cho nên là em sẽ có duyên, em không dám hứa trước, nhưng mà được thì từ đây tới mai vài ngày nữa em có thể quay trở lại tiếp sức, hoặc là có thể vài tháng nữa quay lại khi mà bà con gây dựng lại cái nhà, em hứa phát gạo hoặc là phát quà, phát tiền cho bà con ở đây nữa. Cái anh này sáng giờ bây giờ san sẻ giúp cho con, có bà già, bà già. Gà cho tiền. Gia đình nào chưa chưa sáng nay chưa nhận. Mướn bản gà, mướn sáng nay nhận đâu nhà ở. Đó. Đi. Thầy ở hai cái số y, cái số y nguyên cái. Dịch gì? Cái số y này ở Phật Minh bên ban lôi nào. Ọt ọt. Phật ban lôi. Nhà chị là nhà nào? Nhà này cho lưng này. Có đó bà. Cái mà có không gì bà? Chưa đâu. Bà chưa. Bà chưa có đâu. Rồi còn trường hợp nào sáng nay. Anh này có một cái nữa nè, phong bưởi. Rồi chơi ai cho. Nè. Mẹ ảnh á cũng muốn nhà đây nè. Anh này sáng nay nhận chưa? Mẹ ảnh bệnh mà. Có bà già. Đây là mướn nhà à? Mướn nhà nhưng mà mướn nhà khổ lắm. Có bà già. Có bệnh rồi. Bà già đây. Thôi bây giờ nè, em sẽ giúp cho ai nhà sửa nhà đi. Chứ sao quay lại em nhớ anh. Dạ dạ dạ. Bắt tay coi, vui vẻ đi. Ok nha. Còn 300 đô à. Nhà đâu? Không, cái nhà này chạy ngay nhà nó đó. Ủa nhà này em cho rồi. Cho rồi, nhưng mà nó căm. Em còn 3 hộ nữa nha. Nhà này nhà này thì của chú. Chú ở nãy ngồi ở đây nè. Đúng rồi. Trường hợp này sao anh nha? Chưa cho đúng không? Sáng nay chưa cho đúng không? Nhà chú chín đâu? Phải đâu? Phải đâu? Nhà chú chín đâu? Chú đâu? Chú chín đâu? Nhà này là nhà của ai? Là cái chú hồi nãy em gặp. Chú nãy đâu? Chú hồi nãy không phải đâu. Chú nãy không phải đâu anh, cái này là con má mẹ riêng. Chú nãy là chú riêng ở trên kia bánh gạch xanh. Không mướn nhà giống nhau, khổ bị giống nhau. Rồi chú không ghép. Giống nhau. Cái này con má mình riêng cháy nhà hết trơn vậy nè. Nhà mình hay nhà thuê? Nhà mình. Dạ, nhà mình. Còn 300 đô. Dạ. Rồi gửi cô. Còn 2 hộ nữa, còn đúng 2 hộ nữa. Giờ bà con ơi, giờ con thì con phương xa con lạ con không biết bà con. Có biết bán đâu mà. Lựa chọn giùm con 2 nhà họ hẻm kế bên, 2 nhà gì nhất. Cái đó bây giờ. Em gái. Việt Nam hay Campuchia? Em xem ha. Nhà mình có bị không? Bị. Nhà mình đấy hả? Dạ. Em tên gì? Tên Tây. Tên gì? Tây. Tây. Ba mẹ Việt Nam hay Campuchia? Mẹ người Việt Nam, ba người Campuchia. Mẹ Việt Nam Campuchia biết nói tiếng Việt rành không? Mẹ nghe thấy giọng phát âm nó không có chuẩn hả? Em thích Việt Nam. Người Việt Nam. Biết vậy không? Biết rồi, đi ăn gì được nãy giờ mình. Thích Việt Nam xong. Việt Nam hả? Thôi tâm sự xíu đi. Tâm sự xíu đi. Về Việt Nam lần nào chưa? Hả? Về Việt Nam lần nào chưa? Đi ở Căn Châu, Vĩnh Sương. Căn Châu, Vĩnh Sương, đúng rồi. Căn Châu, Vĩnh Sương, An Giang. Thấy Việt Nam đẹp không? Đẹp. Thứ gì đẹp nhất? Trai. Trai đẹp hơn chứ. Bây giờ nào nói thiệt nha. Nhìn kỹ xíu nha. Anh này với anh này, anh nào đẹp hơn? Em. Anh này đẹp nè. Đợi chúng nhau. Bây giờ lựa chọn đi, hai anh là chọn anh nào? Anh này đẹp. Chết mẹ anh này rồi. Chọn anh này đúng không? Anh Phi đúng không? Sao chọn Phi?
không biết nữa chị. Em gái làm công việc gì? Em gái làm công việc gì? Thơ ca nó hàng ba bạn. Dịch gì? Ở ba Mỹ. Con ba. Ở Sa Kra hả? Quán nào? Ở Phim Rồi Sang Phòng Mùi 1336. 136 Sa Kra. Quán nào ta? Mình hay ở khách sạn này lắm á. Mày chết. Ờ, Candy Bar. À, cái quán đó nhớ không nhớ? Gần khách sạn ăn co. Gần khách sạn Khmer, ăn co Khmer đúng không? Phải không? International. Phải cũng ăn thơ ba uống bia rồi. Dạ, yeah, biết cái quán bar đó là khu phố Tây không các bác anh chị? Yeah. Rồi hôm cháy nhà có bị mất hết gì tài sản không? Thơ của xá, ở kia ông thơ của xá, cà ri một tô. Gia đình, sổ gia đình á. Sao hả? Bây giờ như thế này nè. Đủ lặng, đủ gì kém hết. Em còn 200 đô thôi. Cho chị này được không? Cho chị gái em nhau á. Dạ. Rồi một hộ nữa, bà con tìm nhiều một hộ. Khổ nhất ở cái hẻm này. Còn hộ nữa. Ở đây bây giờ hộ nào bây giờ bị cháy nữa không? Trong hẻm này. Còn nhà chị này. Tè bò nào? Tè này hay tè nào thiệt? Đứng này nè, cháy này nè, ô con này. Thôi rồi. Con tặng hay tả? Đang rồi. Đưa tặng rồi, đưa tặng rồi. Ai hai rồi. Thôi bây giờ nhường một hộ nó đi. Nhá, được không? Tặng cho chị em gái nè. Má cho chưa? Không biết. Mày không là tao bánh này đã. Học mùi. Còn thiệt ra mình còn 100 đô một trường hợp cuối cùng mà thôi. Mà không biết là giờ này là chưa có. Ở đây là con Việt Nam mình làm cái nghề đó là lột thành lột tỏi rất nhiều. Và có những người mót tỏi luôn. Cho cái anh áo đen nãy giờ coi mẹ ảnh khổ lắm thiệt luôn. Làm ca đêm mà mỗi đêm như vậy được bao nhiêu đô anh? Mười mấy đô à? Mười mấy đô là bao nhiêu ngàn? Như tiền Việt mỗi ngày 300 ngàn. 300 ngàn vậy là 15 đô. Rồi làm từ mấy giờ tới mấy giờ? Từ 8 giờ tới 4 giờ sáng. 8 giờ tới 4 giờ sáng. Ban ngày anh làm gì? Ngủ. Nhìn chứ tao thức ban đêm, ngày có làm gì nổi đâu, ngủ. Cả nhà mình là bao nhiêu người? Anh, bà già với vợ với hai đứa nhỏ 5 người. Hôm cháy thì nhà mình như thế nào? Hết trơn. Còn bộ đồ làm. Bà đi có nổi đâu. Bà già đâu? Bà già không đi nè. Em vô gặp bà. Bà già đi vô đâu? Bà đi đâu nổi đâu bà. Có bệnh của nó. Đi đâu nổi đâu chú. Ở dưới á. Nãy tôi quên hả? Nãy tôi quên hả? Nãy tôi quên hả? Mắm mì, anh biết mắm mì là cái món anh thích nhất không? Em ăn thiệt á. Không có giỡn cái chuyện hết. Em dạy đi cho mắm mì. Để bà em ăn con. Đó. Bà nào rồi đó? Nè. Nhà quay bữa cháy hả? Dạ. Đúng rồi. Đó là ở bệnh lắm con thiệt quá. Con nó giỡn rồi. Quà này nhà của chị này. Quà đứa gì được không? Được. Nhẹ nhẹ. Đúng chứ con. Ở ké nhà ta nhà nhà của chị này. Cái này ở ké, xin tờ ké. Vậy là ở ké ha? Xin ở ké. Tại nhà của em sửa lời làm sáng. Thấy bảo có nhà ở rồi. Cháu em cho bà ở. Quê ở đâu? Dạ. Quê hả? Quê ở Tây Ninh. Đúng rồi. Tây Ninh. Dạ. Qua bên này bao nhiêu năm rồi? Đúng rồi. Qua đây cũng mười mấy năm. Rồi giờ con nghe nói là sớm nay là đã cháy ra 2-3 lần rồi. Và lần đây là dạ, cháy 2-3 lần. Lần trước cháy với máy xăng cũng chạy một lần tới không sao. Rồi bây giờ nó cháy sát cái nhà luôn. Vì chạy ra không khỏi thì chết rồi. Dạ con cháu nó lợi nó kè. Nó kè đi. Bên nay chống bên tó. Bên này con cháu nó kè ra có mộ rồi. Bây giờ giỡn gì bây giờ vậy nè. Con không có nhiều, con gửi bạn 100 đô để tạm bợ ha. Dạ, cảm ơn nha. Dạ. Cảm ơn con rất nhiều. Dạ.
Rồi, hôm nay thì con ghé thăm vậy. Nếu có duyên nữa thì con vô trở lại sớm nay. Dạ. Rồi. Cảm ơn nha, cảm ơn. Tạm biệt bà con ở đây nha. Tại vì thằng bạn có nhà cho con ở tạm quá khả năng. Vậy được chưa? Để cho vậy đều chưa? Đều rồi đó. Có khả năng làm qua ở đậu nhà của con cháu. Dạ. Ở lỡ. Rồi, có dịp con quay lại nha. Rồi. Cảm ơn nha. Cảm ơn chị gái này nhất nè. Rồi, tạm biệt bà con nha. Nãy giờ thì mình cũng đã thăm rồi. Thì mình thấy là cuộc sống của bà con ở khu vực Sài Gòn như thế nào. Chắc có lẽ thì trong các video sắp tới thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ cuộc sống bà con ở khu vực chợ ở Trâm Ba Mập Pư, hay còn gọi là khu vực cầu Sài Gòn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và hôm nay thì là một cái buổi tối đêm thứ 25 sau khi xảy ra vụ cháy, và bà con đang tìm cách kiến thiết lại cuộc sống và hy vọng trong một cái thời gian gần nhất mình trở lại đây và mình sẽ thấy được cái cuộc sống của bà con có sự thay đổi nhiều. Chúc mọi người nhiều sức khỏe.